Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món hoành thánh chiên giòn, cách làm vỏ hoành thánh đơn giản tại nhà. Chỉ với một vài bước cơ bản là các bạn có thể làm được những chiếc hoành thánh giòn rụt, thơm ngon, hấp dẫn để cùng với gia đình thưởng thức ngay tại nhà. Nguyên liệu mình chuẩn bị: phần vỏ hoành thánh thì gồm có 250g bột mì, mình sử dụng bột mì đa dụng loại bột mì số 11 nhé các bạn, 3 quả trứng gà, khoảng 2g muối. Phần nhân bánh thì gồm có 100g thịt heo xay, 30g cà rốt, một chút hành lá, 5g mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo. Các gia vị cần thiết như là dầu ăn, muối, tiêu, bột ngọt. Giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Trước tiên mình sẽ làm phần vỏ bánh. Trứng gà thì mình đập cho vào bát. Mình khuấy đều. Mình cho bột mì vào một bát to. Mình cho vào cùng khoảng 2g muối. Trộn đều lên. Sau đó mình sẽ cho từ từ hỗn hợp trứng này vào cùng với bột. Các bạn nhớ để chừa lại một chút nhé. Mình không cho hết, tránh trường hợp buộc bị nhão quá. Trộn đều bột rồi mình sẽ dùng tay để nhào bột. Bột hơi khô mình sẽ cho thêm phần trứng vào. Mình sẽ cho bột ra bàn để nhào cho dễ. Các bạn nhồi và miết bột. Ban đầu thì bột sẽ hơi dính tay, nhưng mà các bạn càng nhào thì bột sẽ càng dẻo. Và đây là bột sau khi mình nhồi được khoảng 10 phút. Bột đã dẻo mịn. Giờ mình sẽ cho bột vào trong bát tô. Các bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc tô bột lại hoặc là dùng một cái đĩa. Các bạn đậy tô bột lại và ủ bột trong khoảng thời gian 30 phút đến 1 tiếng. Mình còn thừa một chút trứng gà này, mình sẽ sử dụng cho vào cùng với phần nhân. Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo mình đã ngâm nở. Giờ mình sẽ rửa sạch và mình thái nhỏ phần nấm mèo này ra. Cà rốt và hành lá mình cũng sắt nhỏ ra. Mình cho thịt vào cùng với tô đựng trứng. Cho hết phần nấm mèo, cà rốt, hành lá vào cùng luôn. Phần nhân này các bạn có thể cho thêm tôm hoặc thay đổi các nguyên liệu tùy theo sở thích. Mình cho vào cùng 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, một chút tiêu. Và mình trộn đều. Đây là bột sau khi mình ủ được 1 tiếng đấy các bạn.
Bột lúc này đã rất là mềm dẻo, mềm hơn khi mình vừa mới nhào xong rất là nhiều. Mình sẽ lấy bột ra khỏi tô. Mình cho một chút bột mì khô vào trong bàn này. Mình sẽ không nhào lại bột đâu nhé các bạn. Mình chia bột ra thành các phần nhỏ. Mình sẽ lấy từng phần bột ra, vo tròn, sau đấy mình cán mỏng. Bột cán luôn một lần thì nó sẽ dày và dễ bị co lại, nên là mình sẽ cán mỏng bột ra như thế này. Sau đấy mình để qua một bên để cho bột mềm, lát mình sẽ cán lần thứ hai và mình tiếp tục cán những phần bột còn lại. Các bạn nhớ áo một lớp bột khô ở phía dưới nhé. Cán hết một lượt bột như thế này, các bạn quay lại lớp bột đầu tiên thì lúc này nó đã mềm. Và mình sẽ tiếp tục cán lần 2. Lúc này các bạn cán nó sẽ dễ cán hơn, bột không bị co lại và các bạn có thể cán thật là mỏng. Làm hoành thánh vỏ càng mỏng thì khi chiên bánh càng giòn và ngon hơn. Cán bột mỏng như thế này, giờ mình sẽ sắt ra. Các bạn nhìn này, bột của mình nó rất là mỏng. Mình sẽ cắt bột ra thành các hình vuông có chiều dài và rộng là 8 đến 8,5 cm. Mình sẽ lấy chút bột khô áo lên trên bề mặt bột. Và các bạn có thể xếp chồng các cái lớp vỏ bánh lên nhau như thế này sẽ không sợ nó dính vào với nhau. Các bạn nhìn này, phần vỏ bánh của mình nó rất là mỏng. Như thế này. Và mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến khi hết bột. Với phần nguyên liệu chuẩn bị, mình có thể làm được khoảng 35 đến 40 chiếc vỏ bánh như thế này. Bây giờ mình sẽ gói bánh nhé các bạn. Đối với món hoành thánh này thì sẽ có rất là nhiều cách gói bánh. Các bạn có thể lựa chọn cách gói bánh mà mình yêu thích. Mình sẽ cho nhân vào giữa này. Các bạn cho lượng nhân vừa phải thôi. Sau đấy mình gấp mép lại như thế này. Thank you.
và các bạn túm. Là mình đã có một chiếc hoành thánh như thế này các bạn. Rất đơn giản và rất là đẹp. Mình gói lại một chiếc để các bạn cùng xem nhé. Các bạn cho lượng nhân vừa phải thôi. Thì mình gói nhân nó sẽ không bị lòi ra ngoài. Các bạn gấp chéo lại như thế này. Phần góc bên này thì các bạn gấp vào như thế này. Tương tự bên này cũng như vậy. Các bạn cũng gấp vào như thế này. Các bạn nắn này cho phần nhân xuống dưới. Thì nó sẽ giúp cho cái phần đế bánh của chúng ta khi mà mình chiên ấy, hoặc mình để thì nó sẽ đứng như thế này này các bạn. Cách thứ hai. Các bạn cũng gấp mép lại. Các bạn thấm một chút nước vào góc để cho chiếc bánh được dính vào với nhau này. Và các bạn nén phần nhân xuống dưới. Các bạn thấm một chút nước vào góc. Sau đấy các bạn cuộn lại như thế này. Gói lại để cho phần vỏ bánh này ở bên ngoài này nó dính vào với nhau. Cách tạo hình này cũng khá là đẹp. Cách tạo hình thứ ba. Các bạn thấm một chút nước ở gì ở phần vỏ bánh này. Các bạn gấp cũng gấp chéo nhưng mà hơi lệch một chút như thế này. Sau đó các bạn gấp lại như thế này. Chúng ta có chiếc bánh khá là giống chiếc bánh ở cách gói đầu tiên. Đây các bạn. Cách gói thứ tư, các bạn cũng thoa nước cho nhân vào. Các bạn cũng gấp chéo và lệch một chút như thế này. Thấm một chút nước vào góc. Và các bạn cuộn lại giống như là cách gói thứ hai đấy. Đây, các bạn so sánh đây. Mình chia sẻ đến các bạn một số cách gói như vậy. Các bạn có thể lựa chọn cách gói phù hợp tùy theo sở thích của các bạn. Mình thì thường hay sử dụng cách đầu tiên và cách thứ hai. Và đây là bánh mà mình vừa tạo hình xong. Giờ thì mình sẽ mang bánh đi chiên nhé. Các bạn sử dụng một cái nồi hoặc chảo sâu lòng cho dầu ăn vào nhiều một chút. Bánh này chiên ngập dầu thì ăn mới ngon. Khi dầu ăn đã sôi thì các bạn để nhỏ lửa xuống. Sau đấy cho hoành thánh vào chiên.
Khi những chiếc hoành thánh chín vàng đều như thế này là được rồi. Mình sẽ gắp ra một cái rây để cho ráo dầu. Do là mình gói có những chiếc bánh nó bị hở nhân đấy các bạn, nên là nó bị nổi bọt như thế này này. Đây, như chiếc bánh này là bị hở nhân này các bạn. Bánh đã vàng đều đẹp hết rồi. Và đây là những chiếc hoành thánh chiên giòn mà mình vừa hoàn thành. Những chiếc hoành thánh vàng ươm trông rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt. Giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn. Mình bẻ đôi ra để các bạn cùng xem này. Phần vỏ bên ngoài thì rất là giòn. Khi làm vỏ bánh thì mình cho một chút xíu muối nên vỏ bánh rất là đậm đà. Phần nhân thì mềm thơm. Ăn nguyên như thế này cũng đã rất là ngon rồi các bạn ạ. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công ngon miệng với cách làm món hoành thánh chiên giòn này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.